Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với mình là Nhân của Fancyco. Trong cái video ngày hôm nay Nhân sẽ chia sẻ tất cả các bạn là kỹ thuật đỡ giao bóng xoáy ngang xuống dài như thế nào mà đơn giản nhất mà có thể dễ dàng đưa bóng vào bàn nhất, dành cho tất cả các bạn mà mới tập chơi môn bóng bàn nhé. Đối với bóng xoáy ngang xuống dài nha, bước đầu tiên là các bạn phải phán đoán được là đối phương giao bóng xoáy ngang xuống là bằng cách là các bạn thấy cái đối phương bấm qua cái phần ở dưới đít bóng, tiếp ở dưới đít bóng, nhấn cái cổ tay vô là nó rất là nặng. Nên tất cả các bạn mà ai mà không đoán được cái này nha, mà cứ đẩy về trước nè, gần như là không bao giờ đẩy vào bàn được luôn, nó rất là nặng. Đẩy toàn là rút nè, đẩy toàn là rút nè. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn đỡ giao bóng dài, đừng bao giờ các bạn khi thi đấu vậy đừng bao giờ đứng thủ như vậy. Người ta mà giao dài rồi anh Thành cứ giao dài thử đi. Dù như đứng như vậy mà giao dài ra cái đó là mình thốn, cái là mình không xử lý được. Rồi các bạn cứ đứng chừa cự ly ra cho Nhân là khoảng cỡ một bước chân đứng thủ nha. Rồi. Đầu tiên đây là xoáy ngang xuống là thuận tay nên là Nhân gò như vậy nè là nó sẽ cùng chiều với xoáy là không vào bàn được. Nhân sẽ hơi đặt cái cổ tay Nhân ngang ra như thế này. Rồi, và Nhân sẽ nghiêng góc độ bạc vợt nha và chạm ở ngay dưới phần đít bóng này các bạn. Đấy. Đấy, nghiêng góc độ vợt chạm ngay phần đít bóng. Đấy. Các bạn thấy không? Nhẹ nhàng không? Muốn trả điểm nào cũng được đây nè. Đấy. Rồi ví dụ nha, có một trường hợp dụ như mà đối phương mà giao dài qua trái của các bạn, nó nhanh quá, các bạn mà kiểu như không kịp làm gì hết á thì Nhân có một cách chỉ với tất cả các bạn là khi mà bóng nó qua nè, ví dụ nhanh quá bất ngờ nè, nó đỡ không được nhưng sẽ bước cái chân, nhưng sẽ bước chân trái ra đằng sau nha, để chi để cho nó chậm lại một tí, bắt đầu nhưng sẽ nương cho bóng qua. Đây, đấy. Rồi, sang bên phải thì cũng tương tự như vậy luôn. Rồi, các bạn cứ nghiêng góc độ mặt vợt rồi các bạn trả ngay phần đít bóng thôi. Đấy, bắt đầu kiếm ấy, gọi điểm rơi. Rồi, đây là cách cơ bản nhất nha. Còn thêm một cái cách gọi là cũng giống như vậy nhưng mà các bạn tăng thêm cái chất lượng của quả bóng á, cái quả bóng nặng mà các bạn trả sang á là khi mà đụng bóng á các bạn dùng thêm một tí cái cổ tay của các bạn bấm qua phần đít bóng, bấm ngược lại qua phần đít bóng để cho nó tạo thêm xoáy xuống qua lại cho đối phương khó đỡ nha. Đây nè, Nhân bấm nè, đấy, các bạn thấy không? Nó Nhân dừng với lực bóng gần tới nhưng dùng một tí cổ tay Nhân bấm qua với banh luôn. Đấy, rất là nặng. Rồi, bên phải cũng vậy. Tới nè, đấy. Và các bạn nhớ nha, phải canh được phần đít nha, phải đi dưới nè. Đấy, tay góc độ mặt vợt phải nghiêng và gò dưới đít trái bóng. Rồi, ok. Hy vọng là sau vài phút Nhân chia sẻ về kỹ thuật đỡ giao bóng xoáy ngang xuống dài dành cho tất cả các bạn mà mới bắt đầu chơi môn bóng bàn sẽ có thể là đỡ giao bóng kiểu như là đỡ giao bóng xoáy ngang xuống dài, nó sẽ ít hư hơn, rồi nắm thế chủ động hơn. Các bạn thấy video clip của Nhân hay, bổ ích cho Nhân xin một like, một dislike, một lượt comment hoặc là một lượt đăng ký kênh hoặc bất cứ thứ gì cũng được, miễn là các bạn nhớ cho Nhân để cho Nhân tạo một cái động lực lớn để ra những cái video sau càng ngày nó càng hoàn thiện hơn. Các bạn đang gặp khó khăn gì về kỹ thuật chơi bóng bàn thì đừng ngại comment ở phía dưới, Nhân sẽ cố gắng giải đáp tất cả các thắc mắc của các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video của Nhân nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.